Vào những đêm trăng sáng, những vụ cấy gặt, những buổi chợ phiên là cơ hội để trai gái gặp nhau, trao câu hát hẹn hò. Lối hát ấy, người nguồn gọi là hát đúm ví. Người ta giải thích cụm từ này thật đơn giản. Đúm là đàn đúm, ví là hát nhiều câu chòng ghẹo, ví von. Ví em như cây mạ non, ví anh như con nước về. Ví em như ông trăng cao, anh trèo chẳng tới, đêm nào cũng nhớ em. Đúm ví là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xưa kia, không chỉ của người nguồn. Cũng tìm nói rằng